Thuận đấy. Nè. Nè đừng ném nhá. Ừ. Không ném, không ném. Không ném đâu. Thì thả thôi. Anh không biết đâu. Anh không biết đâu. Được chưa? Yêu em đấy. Được rồi. Ui dồi ôi. Đã bảo rồi, đi đường tắt có phải nhanh không? Thế đến đâu là em phát hết rồi nhờ. Ai chà. Đây. Sẽ làm cốt pha. Ây da. Cái đấy em nha. Anh em mình cùng nhau bê đi. Hơi to. Nào. Đọc ném ạ. Nào. Đấy. Nói thế em thường có biết uống rượu không? Cho em ném lên quầy xuống không em có dám ném. Uống ít thôi đúng không? Uống rượu nhiều cũng không tốt. Chả làm được gì nữa đúng không? Cho em có về quầy cho bà là cho em ném lên quầy xuống. À, ý. Ôi giời. Cháu Khương xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì một ngày rất là vui khi có em Nghiêm đồng hành cùng với cả cháu Khương, các bác đi đỡ buồn hơn. Để em chào các ông cháu các bà. Nghiêm xin kính chào quý ông bà và anh chị. Hôm nay lại có em Nghiêm là đồng hành cùng với cháu Khương là lên nhà hai anh em Hưng Thuận các bác ạ. Vừa rồi thì em cũng có một chuyến đi cùng với anh một lần rồi. Chắc là em cảm nhận như thế nào về cuộc sống của anh em? Dạ, cũng hôm nay lại tiếp tục là muốn đồng hành cùng anh. Thật sự thì khi mà cùng anh lên nhà Hưng Thuận thì em thấy hoàn cảnh của hai em thật sự rất là đáng thương. Đáng thương đúng không? Đúng rồi. Thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục cùng anh lên thăm em Hưng Thuận. Xem là tình hình hai em ra sao. Đấy, thì cho xe đi qua đó. Đấy, thì là cái cuộc sống của anh em thì như vậy thôi, là không cha không mẹ. Là các anh cũng có ra đây chia sẻ khá là nhiều rồi. Một khoản nợ thì cũng giúp được hai anh em là 80 triệu là đi giả tiền ngân hàng rồi. Đấy, bây giờ là cái ngôi nhà cũng xuống cấp nhiều quá nên là cũng chia sẻ lên thì cũng có các bác là ủng hộ khá là nhiều tiền rồi. Bây giờ cái chỗ nền đất cũng được em Quyền là mua đất xong rồi, chốt đất rồi và chuẩn bị là cho máy xúc vào để đào nền rồi các bác. Đấy, bây giờ thì cái tin vui đấy cũng rất là mừng cho hai anh em rồi. Cũng mong sao sẽ được các bác là dang rộng thêm vòng tay để giúp được hai anh em có được cái ngôi nhà mơ ước cho hai anh em thôi. Đấy, bây giờ hiện tại cái ngôi nhà xuống cấp thì các bác cũng có thể là theo dõi từ trước đến giờ là cũng có nắm được về gia đình và cuộc sống của hai anh em như nào rồi. Cái ngôi nhà là hiện tại là siêu vẹo rồi các bác. Đấy, bây giờ thì gọi cho em Hưng xem là em Hưng có ở nhà không, để nếu như mà ở nhà thì anh em mình sẽ đi theo lối này lên thôi, đi xe máy để trên kia cho gần hơn. Không biết là có gọi được em Hưng không, tại vì em Hưng là hay lên rừng, lên trên rừng để lấy củi cũng như là hay đi bắt mật ong á. Dạo này lấy được mật ong thì em hay lên lấy gì? À, số đây Hưng Thuận. Đang làm gì đấy em trai ơi? Dạ. Đang làm gì đây? Em đang ở cái chỗ phát chỗ hôm nọ ấy. Chỗ phát chỗ hôm nọ, chỗ nào? Ở đất vườn nọ mới mua đấy, em đang. Em đang ở chỗ cái chỗ hôm trước là mua đấy, mua nền nhà đấy, mua đất nền nhà đấy. À, anh đã bảo là lên nhà em, đang bảo là gọi em xem là ở đâu có ở nhà không thì anh còn biết lên không, là lên trên đấy lại vác bộ đi về. Đang ở đấy à? Vâng, em đang ở đây. Làm gì ở đấy thế? Em phát đây, tính phát cái chỗ này. Phát á? Em Thuận ở đấy không? Có. Có cả Thuận ở đấy à? Vâng. Thế ở đấy đợi anh nhé, anh sang đấy luôn. Vâng, vâng. Ok, ok. À, Hưng đang bảo là đi phát cái chỗ kia để cho nó thoáng. Bây giờ anh em mình sang bên kia thôi, đỡ phải lên nhà nhé. Ok. Rồi, đi.
cũng hào hức có nhà mới lắm rồi anh ấy. Hôm trước còn bảo là thấy cái nền nhà thuê đắt quá, từ hai anh em tự mang cuốc ra để cuốc. Nó em trình hoa cải vàng ra gặp đấy. Đúng rồi. Tội lắm, thấy cái tin là vui quá rồi, mua được đất cái là mừng lắm rồi. Bây giờ kiểu nhà em cũng siêu vẹo rồi mà. Nên là chắc cũng hào hức lắm rồi. Cái nền nhà thì ở ngay đằng này rồi. À gần rồi. À đây, nhìn thấy em Hưng kia rồi. Nói chung là ra ngoài đường thì thuận lợi cho em ấy nhiều cái. Cái này thì cũng dễ. Đúng rồi, làm cái gì nó cũng dễ. Ui, nhiều củi thế. À, em thuận đi cùng luôn. Ơi, chào chú nhá. À đây rồi. Uầy. Xe thì đây rồi. À đang ở trên này rồi quá. Uầy. Trèo cao đấy. Cẩn thận nhá, rơi xuống này đấy. Ờ. Ui, sao lại lấy cả miến ở đây ấy. Thế anh em lấy cả miến cả mì tôm đấy là nấu ăn ở đây luôn à? Hay là tí mua về nhà? Mang về à? Ui giời, đi đâu mua về được cái túi miến với cả là một gói mì tôm kokumi này. Tưởng là để ở đây cho Hưng. Đi đường nào lên đấy đấy? Thế kia, anh tưởng là lên trên đường này luôn chứ. Ôi, lên trên đấy với anh em tí xem nào. Đi, đi. Em có lên được không? Em lên được rồi. Em chịu khó mà đi bộ đi cho giảm béo đi. Thế bây giờ là cái chỗ lối lên của hai anh em là đi theo lối này lên này. Chỗ này là vực hơi cao nên là không thể trèo được. Ui, củi của hai anh em này chắt đầy luôn. Không biết là có phải của em nữa không? Đường này luôn đi. Đi khó thế nhỉ? Đi được không? Úi dồi ôi. Sao mềm thế? Giống phải cứt trâu rồi. Nào, em kéo anh đi. Em để tay kéo bạn Clement nữa. Bạn Clement là đi cũng vất vả lắm. Kéo được không? Này. Cây sa mộc này tốt nhỉ. Này chặt làm củi ấy. Cây này lâu năm lắm đấy. Cây này lâu mới lớn đấy. Vâng. Không phải là nhanh như cây khác đâu. Nhưng mà cái chất vân gỗ của nó rất là đẹp. Có đến chỗ này không em Hưng ơi? Dạ. Chỗ nền đất có đến chỗ này không? Có đến đây. Đến chỗ này á? À đến chỗ là em chặt đi hết rồi đúng không? Wow. Anh chào Hưng nha. Chào anh. Ừ. Em lấy mic thì mới chào được, mới nghe đây được. À ra để phát đây á. Chào công các bà, chào cô các chú ạ. Ừ. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì ấy? Ui giời, phải đi quần dài vào chứ. Toàn thích đi quần sốc thôi. Anh nghĩ cái này Hưng chỉ cần chặt mấy cây to thôi chứ còn cây nhỏ mấy nữa. Mấy múc đào ấy. Nè em bảo là phát đi một tí đi luôn. Chứ em không cần phải phát mấy cái này đâu. Cái cỏ dại đấy. Ừ. Nè nếu mà phát quanh được một tí thì còn đỡ. Nó đỡ lòng hoàng ấy. Máy nó vào nó dễ hơn. Khá là nhiều đất. Em phát đi thăm em Thuận tí, lâu lắm không gặp em Thuận rồi. Em phát đấy đi. Vâng. Thế ra đây thăm bé Thuận tí của bác. Khá là lâu rồi không gặp bé. Thế là nhớ luôn ạ. Đây. Chào em nhé. Ừ. Úi giời, ra đây lấy củi. Hãy đi theo anh ra luôn. Đi đến đâu là đi cùng em ra luôn. Ôi, đấy. Bạn à? Biết không? Biết nhau không? Biết à? Ừ. Thế chắc là bạn cùng lớp học với em Thuận đấy cô bác. Nào em ra đây này. Em ra đây chào các ông các bà nhỉ. Em chào các ông các bà. Rồi.
Hôm nay lại đi cùng anh trai đi ra đây để lấy củi à? Để những cái cành củi nhỏ như này là được em Thuận là lấy này, còn cành to thì em Hưng chặt hết rồi quá. Củi ở đây khá là nhiều. Những cành nhỏ này là được bao giờ em Thuận mới lấy hết được. Còn cành to là em Hưng. Đúng rồi. Em Hưng là vận chuyển ra dưới kia hết rồi. Cây nhỏ này là cũng phải tận dụng để lấy. Rất là phí. Nếu không lấy là sợ là mấy nữa anh em thợ vào là cũng không có củi để mà đun đâu. Mấy nữa còn làm nhà nữa. Những cây này phải cho xuống hết này. Ui, cẩn thận. Vào mắt à? Hả? Không. Cẩn thận nhá, đi rừng thế này phải cẩn thận chứ. Ở đây rất là tiện này cô bác. Đường xe đi lại thì quá là thuận tiện. Người ta đi qua lại ở đây là nếu như mà có cái quán nước hoặc là bán những cái bánh kẹo tạp hóa ở đây thì quá là đẹp. Khá là nhiều khách đi qua. Cái chỗ tít trên kia là cũng rất là sâu này. Khả năng tới nữa không thể xúc bằng được cái mặt đường dưới kia đâu. Để cao hơn mặt đường một tí thì nó mới đẹp. Thứ nhất là vừa đẹp. Để cao tầm độ là 1-2 mét gì đấy, để khi mà mình lên ấy thì mình đổ cái đường bê tông lên thì nó sẽ ngắn gọn. Nhưng mà nếu mà kể cả anh làm của anh cũng thế thôi. Làm để cao hẳn lên nó thoáng. Nó không vào được xong là rộng lắm đấy, trong vườn cũng rộng. Hưng ra đây Hưng ơi. Đây xem nào. Ê, chỉ xem là đến tận đâu nào, anh chưa đến là tận cái trực tiếp ra đây để thăm. Anh em mình cùng lên kia này. Ok, đi xem một tí nào. Em Thuận ở đây hay lên nào? Đi bãi đất. Lên đâu? Lên trên kia để xem đất của mình đến đâu ấy. Có đi không? Em Thuận cầm dao cẩn thận nhá. À, đi, nếu mà đi lên cùng anh thì đi. Không thì ở đây đợi. Đâu, cô bác đây bây giờ sẽ... em cầm mic đi. Đây là lên để... cái này là cái gì nhỉ? Cái... buộc à? Hay cái gì nhỉ? Cái gì anh quên mất tên rồi. Cây này. Cây này người ta lấy bán đấy. Cái này còn cái cây thông này, cái này củi cái này nữa. Ô, củi đây còn nhiều mà. Củi nhiều đấy. Ok. Quay, có hạ một buổi được bằng kia. Thế là tí thả mấy cái cây to này xuống hết đi. Đây này, còn mấy cái em thuê người ta cưa cho hay là tự cưa? Cái này nhờ. À, nhờ. Cái này đúng rồi, cưa thành khúc nhỏ thế này thì... Thế cái máy hôm trước là em đi lấy về sửa được chưa? Sửa hết... mất mấy trăm? 800 rồi á? Ui dồi đấy. Đi nhờ xong là máy bị hỏng. Bây giờ là người ta là bắt phải sửa cho. Cái này là không phải là bắt rồi mà bắt buộc rồi đấy. Mình mượn là hỏng là phải sửa cho người ta đúng không? Cái này anh nghĩ là em nên cưa ngắn đi Hưng ạ. Cưa ngắn thì mình vận chuyển nó dễ hơn. Xong rồi sau này mình bổ nữa. Để làm cái cốt pha một. À đúng rồi. Cái to thì mình tận dụng làm cốt pha mới nữa làm nhà gì. Mấy đứa xẻ ghép vào chỗ nào thì ghép. Đúng rồi. Thế hôm trước là tính là hai anh em cuốc. Bao giờ mới xong cuốc ở đâu? Mới xong cuốc ở đâu? Cuốc chưa? Nếu mà đắt quá thì tận 120 triệu thì được. Giờ anh em họ hàng nó cuốc lấy cái mềm nữa. Nhất là em nhờ mọi người cuốc thì cũng chỉ nhờ được à, 2 hoặc 3 lần thôi đúng không? Nhờ nhiều thì mọi người cũng đi làm công việc của mọi người, cũng không giúp được em mãi được. Với cả là nhờ mọi người cuốc thì em cũng phải mất tiền mua thức ăn này nọ. Ui giời, ở đây cũng là... bằng nhau cả. Cũng hạ hết cây rồi. Đến tận đâu? Ui giời, quá là rộng thênh thang luôn. Đến tận đâu ấy? Ui, khá là rộng rồi. Wow, ở đây khoán chứ. Ui dồi, lên trên cao này nhìn mới là đẹp này. Ở dưới kia nhìn lên là hơi hẹp, nhưng mà lên trên này nhìn xuống thì quá là mênh mông luôn. Tăng mộng luôn. Cái này đến mà... đến tận đây đúng không? À. Đến tận đây. Cái này là mình phải làm hai bậc. Hai bậc. Ừ. Hai bậc thì nó mới không bậc không. Đến cái chỗ cây chứ. Ừ. Mình hạ dần. Mình múc một phát thì nó sẽ bị sợ nó bị sạt đấy, sau này sợ bị sạt mưa. Mình phải làm hai bậc. Cái đất này chắc cũng đất cứng đấy, khả năng sạt cũng ít đấy. Đất này là đất đỏ này. Luôn. Ừ.
những cái chỗ khu nào mà đất mà nó có trộn với cả cát một tí, cái loại đấy mới là nguy hiểm. Rồi, thế đến đâu là em phát hết rồi nhờ. Ai chà, đây sẽ làm quất phà. Đúng rồi, mấy cây to thì mình tận dụng luôn thương ạ. Còn ui, cây nhỏ cây thì mình lấy làm củi. Làm củi mấy nữa. Làm nhà mình còn làm nhiều thứ mà. Cái này xẻ đây này luôn ạ. Xẻ đây là phi xuống. Xẻ cái này ra anh ơi. Cái này là nó đang thẳng ấy thì em bảo là để đúng rồi. Tay trong xẻ luôn. Họ cho luôn nữa. Xẻ xong là vác xuống. Chứ bây giờ mình phi cả thẳng cả cái cây này xuống sao mà kéo xuống được đúng không? Cái này làm cốt pha thì đẹp đấy. Tận dụng luôn cái này làm cốt pha thì sau này đỡ phải đi mua đúng không? Hay là đỡ phải vác từ trên nhà kia xuống. Cái nhựa cây. Cái này lại đốt cháy nhiều lắm. Cháy nhanh lắm cái này. À, thế đã. Đến đoạn này quay đầu đúng không? Đúng rồi. Thế cái chiều ngang từ bên kia ra đây là mười mấy mét? 20 mét. 20 mét à? 20 mét thì làm một cái nền nhà thì quá là đẹp rồi. Đúng rồi. Này đẹp vừa rộng. Làm vườn thì sau này thích làm vườn thì làm trên kia. Làm còn cái này là kinh doanh buôn bán. Ở đây nếu như là bán thêm phân lân phân đạm được không? Để được nhưng mà vốn hơi cao. Thì nếu như trước tiên thì mình cứ làm nhỏ trước thôi. Mình buôn bán nhỏ nhưng mà khi nào có vốn thì mình tính sau đúng không? Hưng có muốn học sửa xe máy không? Có anh ạ. Hay là Hưng đi học khóa sửa xe máy nhỉ? Xong là sau này làm nhà xong thì nếu mà mở quán sửa xe ở mặt đường đấy được không? Ở đây thì chắc là được, bởi vì không có quán nào nhỉ trong này. Bây giờ nhá, phải làm nhà xong này. Có thể là em Hưng mà ưng bạn nào đấy thì cưới bạn đấy về làm vợ. Xong là để ở nhà với em gái là em có thể là đi làm xa hoặc là đi học nghề cái đấy cũng được. Bây giờ là vướng là em gái thôi. Còn như em Hưng này sức khỏe thì rất là không thể nào mà chê được rồi. Quá là khỏe. Rất là lanh lợi nữa. Bây giờ nếu mà đi học sửa chữa xe thì cũng mất khoảng thời gian khá lâu đấy, không phải là. Không thì mình học cái cơ bản thôi, thay xăm, thay lốp, thay dầu. Này. Nếu mà đã mở ra thì anh nghĩ là nếu mà làm cái đấy thì không ăn thua. Mình còn phải sửa đến ở đây là có cả máy cày này. Đúng rồi. Đến cả máy máy phát này. Ở đây dân cũng bây giờ cũng dùng đến máy móc nhiều nên là nếu mà mình mở nguyên mà thay xăm lốp thì cũng chả ăn thua đâu. Đúng rồi, kết hợp nhiều cái. Kết hợp về máy móc nữa. Mình đã bỏ thời gian ra mình phải ra tiền chứ. Đấy, bây giờ là phải thay đổi cái cuộc sống khác trước. Ở đây nhìn sang phía bên kia nhỉ, quá là đẹp luôn. Cảnh rất đẹp. Ở trên này, đặt ở trên này nhìn kia. Thấy ở chỗ này là mới bắt đầu vào là có điểm ngắm rồi. Đấy, ở đây nhìn được cả trung tâm huyện luôn. Nhìn được một góc nhỏ. Đây lúc nào buồn buồn ra đây làm nhà xong ra đây ngắm cảnh với cả em Hưng là cũng. Thế là ở dưới đường kia là có cái trang trại của người ta hả Hưng? Hay là trang trại kia chắc là người ta cũng đến rồi. Bây giờ còn nuôi cái gì không? Không, bỏ không. Bỏ không à? Cũng là người ở quanh đây chứ hay là người đó? Chú, chú á, cũng quen biết rồi đúng không? Họ ngày xưa đấy. Không thì nếu mà sau này Hưng mà ra đây ở ấy, chú mà không dùng cái đến cái trang trại đấy thì Hưng có thể mượn mà đúng không? Đúng rồi. Mượn người ta để mình chăn nuôi này, nuôi thêm lợn này, đúng không? Nếu mà bây giờ mà thả cái cây này xuống cái kia sẽ dễ hơn không? Hay là không thả, thả trên này luôn? Nặng lắm. Mai này mai này cuốc một cái bậc ở đấy xong là làm cái bậc ở đây xong là thả cái cây này. Lao. Thế đằng nào bây giờ anh cũng lên đây thì thả mấy cái cây kia xuống đi. Anh nghĩ là cái này không phải phát đâu. Để mà phát thì còn khó lấy củi hơn đấy. Em dọn hết củi là được rồi. Dọn mấy cành cây to đấy xong là cái chỗ này thì mấy nữa mới múc lên cuốc là được. Đây chỗ hai anh em là tự vác cuốc ra bảo đào này thì bao giờ ấy, xong chắc là đôi năm hai anh em ấy. Hai anh em hai năm lâu, hai năm còn không xong nữa anh. Biết là cuốc từ đây đi xuống cái kia xong hót cái chỗ kia vất qua cái đường kia là không phải là đơn giản đâu. Thôi đi xuống thôi nhỉ, đi xuống này chuyển mấy cái cây. Anh em mình hỗ trợ Hưng chuyển mấy cái cây đấy xuống nhỉ. Mấy cây mà từ sáng ra là chuyển ở đây khá lâu rồi đúng không? Vâng, cái kia đóng kia.
Ừ. Ôi xời. Đấy, rất chặt cành nữa. Khá là vất vả đấy. Xuống cái lối này, em phát cái lối này xuống. Nói chung là đấy, mấy cái cây to này thì mình lôi xuống đi em. Cái này là cái này gọi là cây guột hay là cây guộc gì đấy. Hồi nhỏ anh đi lấy suốt cái này bán được cân chất ở đây một đống anh ạ. Ồ, chặt cả đây một đống nữa cả. Chất đây một đống xong là mai này cuốc xong là mình hạ xuống đây luôn. Đây mấy cái cây ngắn ngắn này mang đi trước này. Ui, cái này chắc là chất ở đây thành một đống đi em ạ. Xong là mày nữa đào xong đây. Cuốc xong là mình lao xuống. Đấy. Nào mà cuốc xong thì mình lao xuống đấy để mấy cây to này thì làm nào? Một đống đi. To đấy chắc phải không mấy để xẻ luôn. Khá là nhiều củi nha. Nhưng mà nhiều kiến lắm. Kiến vàng chưa lắm. Kiến vàng. Ôi, Thuận đâu rồi? Thuận đi về chưa? Thuận là chặt cành nhỏ, còn cành to là em Hưng chặt. Ôi. Thuận ơi, Thuận ơi. Thuận còn nhỏ thì em cho đi theo rồi, cho đi theo chơi rồi, chứ đừng cho em chặt nghịch dao. Thuận đang ở đâu? Nguy hiểm lắm đấy. Thuận đang chặt củi đấy kìa. Nhục. Ê. Ui. Cái này to đấy. Mấy cái này làm củi thôi Hưng. Còn nhiều phết đấy, củi nè. Hay là mấy cái này không dùng hết được thì bổ đi bán. Này chắc về bổ đi bán hay là làm thế nào đấy thôi. Bổ đi bán kiếm thêm chút tiền đúng không? Ừ. Nếu mà cần lấy thời gian lấy củi. Ừ. Là cứ để củi bán lên chỗ này là cũng phát sang bên kia hay để sang bên này? Đấy thì nếu để sang bên đấy thì xếp vào bên này thôi. Để sang bên kia lại vác xa ra. Tới đấy. Em chỉ đi, đến đâu xếp vào đấy. Úi giời. Biết là xếp ở đâu cho nó gọn đây. Đến cái chỗ nào là em phát hết rồi đúng không? Chặt hết đúng không? Thế thì phải để gọn sang bên kia. Đấy, để gọn sang bên đấy xong à. Mày nữa đào xong rồi mình lao xuống anh ạ. Ấy. Em chỗ ở đấy đưa cho anh luôn hay là đây em đưa. Nhiều chỗ là người ta bán đất nhưng mà không cho củi đâu. Ừ. Còn đây thì em được người ta cho hết cả củi luôn. Mua đất luôn mà. Mua đất luôn. Xếp chặt vào đây. Cái này là nhìn thế thôi nhưng mà phải dọn lâu lâu mới hết củi đấy. Bây giờ là mình cứ dọn đi em ạ. Không à, sau này lại không có chỗ mà lấy. Dọn đi em ơi. Thôi, đấy kia là hình là có một bác đang có tín men hay sao. Nói như bác ấy bảo là có thuê làm không. Thuê làm á? Đúng rồi. Nhưng mà anh em mình lên đây anh em mình hộ Hưng luôn đúng không? Tiết kiệm được tí nào hay tí đấy. Thuê làm nữa thì còn cái gì nữa. Đúng rồi. Bây giờ mình phải bỏ công mình ra làm chứ đúng không? Hàng xóm à? Có quen không? Hưng? Quen không? Quen mà. Hàng xóm à? Vâng.
vợ chú bán quán đấy. À vợ chú bán quán đấy. Cái này ba anh em mình làm đến tối là chắc là dọn xong hết đấy Hương nhỉ. Này gần sâu mà. Còn là cái cành này thì sáng sáng mai em phát một lúc. Ơi giời. Cái này cháu không cua cái đây đâu, giật về cái đây một mét nữa. Cái cành này là chưa cắt được là phải lấy dao về thôi. Cái này còn không biết là cái này có dễ cháy không nhỉ? Ê, không biết là tên gì luôn. Ây da. Cái đấy em nha. Anh em mình cùng nhau bê đi. Hơi to. Nào. Đọc ném ạ. Nào. Đấy. Ui. Tí nữa vào đầu. Mình cứ đẩy cái đầu này đầu kia nó cong. Tí nữa vô vào đầu. Cùi ở đây là em cũng phải mất mấy ngày ở đấy nhỉ? Đây em vào 2 buổi rồi đấy, chuẩn đấy. Chuẩn thì đi nhặt cành con thôi. Cái việc nặng nhất là em làm thôi. Đấy bây giờ anh em hộ Hưng lôi hết mấy cái cành to đi. Còn cành đấy, nhỏ thì để cho Hưng ấy. Cành chân em nó giấm ấy. Nhặt đấy. Hình như là bà con cũng háo hức. Đúng mong rồi. Hưng có nhà mới hay sao anh? Mọi người đến khá là đông. Thấy hoàn cảnh Hương Thuận thì khó khăn thì mọi người chắc cũng thấy thương. Nhiều ai qua đường là cũng phải dừng chân lại. Đúng rồi. Nói chung là không nói được, nhiều người là không biết là muốn tốt cho Hưng hay là muốn kiểu nó khó nói lắm. Nhiều người là có thể là ghen ăn tức ở cũng có đấy. Cái này là mình không chỉ mặt ai nhưng mà mình theo mình cảm nhận đấy. Nhiều người thì muốn tốt thật nhỉ. Cái đấy to thế, còn cái đấy ngứa đấy. Anh em mình cây này ngứa đấy, cẩn thận. Hơi cây này ngứa đấy. Vậy mà áo dài vào mình áo lót này là ngứa đấy. Ngứa là. Nào Hương ơi ra đây ba anh em mình khiêng cây này ra nào. Chứ cái này để một mình em bác thì bao giờ mới xong. Bà con rất là đông. Đông đúc luôn. Nhưng mà nắng ra phải ra đây giúp cơ. Khiêng được không? Nào. À, được được, tránh xa tôi ra. Khá nặng đấy nhỉ, chị bé. Biết thế nãy anh em mình đi ủng nhỉ. Nào, đặt cái này đầu này đi. Ôi. Thế em Thuận thì còn chặt ở dưới kia thôi, chưa lên đây. Thế Thuận hôm nay nghỉ học sớm à em? Vâng. Thuận năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 2 rồi. Lớp 2 rồi. Bây giờ bắt đầu đến tháng 5 được nghỉ hè là tháng 6, tháng 7 là em Thuận đi xá rồi. Đi xá học rồi. Xá học thì là được ở trong đấy luôn này nhỉ? Đúng rồi. Được ăn cơm đấy, có được ăn cơm không nhỉ trên đấy? Có được anh ạ. Được à? Được là một điều. Thế à, Hưng ngày xưa là học đến lớp mấy rồi? À. 8 hay lớp 9? 8. Tốt nghiệp lớp 8 à? Chưa được tốt nghiệp lớp 9. Nhưng mà thấy em Hưng là trước anh đọc một lá thư của em Hưng ấy. Em viết hay lắm. Chắc ngày xưa đi học cũng học giỏi văn đấy nhỉ? Đúng rồi. Học được có bao giờ điểm cao nhất của môn văn em là được điểm mấy? Đều cái chả nhớ nữa. Lâu rồi. Lâu rồi. Thì con dao có vẻ là sắc phết đấy, chặt phát nào ăn phát đấy. Em có mang dao ra đây nhiều không? Có mang mỗi con. Mỗi con à? Mỗi con.
nấy anh em mình cũng không bảo em Hưng trước, không thì biết em xuống đây thì anh em mình bảo Hưng cầm dao xuống nhỉ. Ừ. Mình à, Thuận ơi, mang dao lên đây Thuận ơi, lên đây chặt cái cây to này đã đi. Hả? À? Nhưng mà nhiều lắm, đây chặt một lúc xong là đi xuống dưới kia. Em lên đây đi. Anh em mình cứ lôi mấy cây to trước đi Hưng ơi. Còn mấy cây nhỏ thì một mình em làm lúc nào cũng được mà. Còn cây to thì phải hai ba người. Em lấy dao lên đây để anh chặt cái này cho. Bây giờ là em Thuận lên này nhặt hết cái cành, cạt hết cái cành này đi. Tha hồ mà đun rồi, củi nè. Cái này em để đây xẻ đúng không? Để đây mày nữa. Các chú thợ lên làm nhà còn có củi mà đun đúng không? Đun đây là đúng rồi. Hay là các chú ấy tự có bếp ga? Bếp ga thì cũng một phần thôi. Anh em thợ đến đâu là cũng đun bếp củi nhiều thôi mà. Đúng rồi. Đâu rồi? Đây, 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 đây. Đến đây cho vui nào, một mình dưới kia buồn. Thế là cưa em mang giả người ta chưa? Đến đây mang dao đây. À, thế là cho chú cắt hộ luôn gì? Thế là hỏng xong là đi sửa, sửa cái xong giả chú luôn rồi. Cái này này, đây xem dọn được nào ra. Nếu mà còn nhiều khúc to ấy. Thì mình hello. Lại nhờ chú một buổi nữa được không? Nói chung là nhờ chú thì tôi mang đây, mang đây. Mua xăng, mua thay dầu cho chú đúng không? Chẳng nữa. Thay dầu nhất cho chú đi. Đây, đến đây đi. Mấy cái khúc này em lên đây cố luôn tình đi. Để dài đấy đúng không? Em lên đây luôn đi. Để mấy nữa làm cốt pha nhỉ. Chứ bây giờ đây, em mà đây, đây. Mua hay là đây, chơi, bắt chơi, từ trên nhà buồn. Xuống thì nó xa ấy. Chứ ở đây em làm gì có cây cối gì đâu mà có cốt pha ở đây đúng không? Ê, ê, nhìn anh chặt có phải nhanh không? Hả? Ê. Đấy, nghiêm là không có dao ở đây dọn nhá. Ok, anh với Hưng ấy đi, chặt đi để em dọn. Đặt hết ra một đống. Thuận nhá, Thuận với anh nghiêm dọn nhá. Ừ. Để đây cho mấy xúc vào làm ấy. Xúc lên nhà ấy. Biết mấy xúc không? Em có một cái mà nhờ. Mấy xúc của em có một cái mà. Hay lấy mấy xúc của Thuận xuống đây đào nhá. Không đào được á? Không có xăng à? Không có dầu à? Lấy mấy xúc của Thuận xuống đây đào nhá. Không. Sao? Không đào được, bé quá. À. Không phải là xúc đào đất nhỉ? Cái đấy thì là đi đào đất mềm thôi. Mấy bác cái kia bảo gì ấy? Hả? Ừ? Cháy rượu rồi á? Thầy nói nhiều lắm nhỉ? Cười lắm. Nói gì ạ? À? Có thích nhà mới không? Có nè. Cần thích nhà mới đúng không? Chứ ở cái nhà cũ kia cũng sợ đúng không? Sắp sập đấy nha. Cẩn thận nha, vào đầu nha. Đấy, hai anh em nào, cái đấy mà dọn đấy. Nha. Anh chặt thì nhanh lắm. Hưng đấy, chặt chậm hơn anh rất nhiều. Là ngoan các bạn ạ. Này chắc để một thời gian, bây giờ nắng là cũng khô nhanh thôi Hưng ạ. Cành nhỏ đến mai lại cuốt lại cái lần. Chặt cho nó gọn luôn đi, mất công. Em có cái con dao dao chặt kia đâu rồi, không mang về. Dao liềm này khó chặt lắm. Nào Thuận đi ra đây nào. Để cho anh chi cái cây ra nào. Cành nhỏ này là Thuận lấy sau nhá. Chắc lấy cành to đó nhá. Lấy cành sau đó. Giải quyết mấy cành to trước ạ.
Rồi. Anh cũng ra hộ à? Anh có ra hộ em Hưng không? Hộ em Hưng này, cháu Hưng này. Thằng em à? Em. À. Ê, anh ở đây hộ em chặt củi tí. Quay phim. Chặt đi ơi. giúp Hưng ơi. Dạ. Yeah. Okay. Anh vừa đi đâu về? Hả? Anh vừa đi đâu về? Anh ở nhà. Nhà. Đi bây giờ đi đâu? Bây giờ đang giúp chú Hưng bàn lên nữa. Xem nó làm nào. Thì ra đây xem mà em bàn cho. Ok. Ra đây để em bảo anh chặt hộ em Hưng Xuân cây này lấy làm củi này. Làm lại. Đi rượu rồi á? Ui rồi, lại uống rượu say rồi. Đi uống ở đâu về? Sáng chào buổi sáng tí rồi. Uống ở ngay đây này, đáp bờ đây về. À, đáp bờ ruộng xong à, mang rượu theo à? Có mang rượu theo không? Có. Ui rồi ôi. Mang cả rượu theo đi đáp bờ ruộng. Đáp xong chưa? Hả? Hôm nay chặt hết rồi. To đi. Cây to cũng phải lấy, cây nhỏ cũng phải lấy. Hôm nào mà Hưng cùng có người ra đây nói chuyện cùng thì làm cũng đỡ mệt Hưng nhỉ. Toàn mấy bác tấu hài thôi. Mới hai anh em này thắc tự ở đây lấy củi cũng buồn đúng không? Không cần giúp đâu, chỉ cần ra đứng ngồi nói chuyện cùng thôi đúng không? Rất là... Rồi. Chưa được cấy à anh nhà, chưa được cấy à? Nhà anh cấy hết rồi. Cấy hết mà vẫn đi đáp bờ ruộng làm gì? Cấy hết rồi mà vẫn đi đáp bờ ruộng á? Cấy xong mới đáp à? Cấy xong đáp. Ui. Thì anh làm ngược lối đấy. Chỗ em toàn đắp xong mới cấy mà. Hải phết. Thế là đi ngược đấy. Ui. Cái này giống cái gì hả Thuận? Hả? Mà nó này ẻ hoài mà. Ui. Củi này thì quá là nhiều. Ây à. Khát nước rồi. Khát nước ở làm nào đây? Có mang theo nước không Hưng? Không ạ. Không mang theo nước á? Nhưng mà Hưng làm nhà ở đây thì có nguồn nước ở gần đây không? Có. Thì mấy nữa mới xuống chuẩn bị dẫn nước xuống đấy em ạ. Bởi vì mấy nữa đào xong là cũng cần đến nước đây đúng không? Mấy nữa còn làm nhà nữa mà. Hưng ơi, chú ơi, mai giúp đỡ cho anh tí nhá. Giúp đỡ cái gì? Thế là phải dẫn từ tít trên nhà trên kia xuống á? Đúng rồi. Ui, đây không có nước đâu. Thế thì tiền mua ống nước cũng tốn ra khá đấy nhỉ. Không. Xa lắm. Thế thì Hưng phải chịu khó đi lấy mật ong nhiều vào nhá. Vâng. Lấy mật ong để con kéo dây điện đúng không? Hay kéo nước. Chứ các ông các bà giúp thì mình cũng phải có sự cố gắng đúng không? Đúng rồi. Tự kiếm thêm đúng không? Uống nước đây. Em nhìn lấy nhá. Ui. Anh lấy máy tép. Đấy, có ông anh có. Hàng xóm của Hưng rất là nhiệt tình luôn. Đi lấy đấy, nước. Anh em bảo khát nước thì bảo đi lấy nước cho. Nhưng chắc nhà anh có bán hàng không nữa. Ôi, đi nhanh không? Có ổn không? Trong người là chắc là cũng có khá là nhiều điện rồi đấy. Thế bảo
mang cả rượu đi theo để đi đắp bờ ruộng. Thay bằng này. Em Thuận à, anh Thuận có sợ không? Cười tím lan luôn. Ừ. Nói nhiều không? Nói nhiều. Em Hương có biết uống rượu không? Cho em ném lên quầy xuống không? Em có dám ném. Uống ít thôi đúng không? Uống rượu nhiều cũng không tốt. Chả làm được gì nữa đúng không? Em có về quầy cho bà ra cho em ném lên quầy xuống. À, ý là em ở trên này xong là ông đưa điện thoại cho em cầm xong là ông xuống cái kia. Ông bảo em ném xuống ông đỡ à? Vâng. Chiêu em không? Chiêu em không? Em có biết anh ý không? Em phải gọi bằng chú hay là gọi bằng anh? Em không biết. Không biết à? Không biết à? Chưa gặp bao giờ à? Em sợ là khả năng là con bé còn chưa gặp. Hương thì biết. Em sợ điện thoại không? Chiêu em bảo là cho em cầm điện thoại giúp ném xuống cho. Vâng. Chịu ơi. Lấy rượu. Bảo là lấy rượu đi đắp bờ ruộng cơ mà. Hôm trước đi đắp bờ ruộng có cần mang rượu theo không? Không. Em đi đắp một buổi là xong mà. Đấy, của em ấy. Ở đây họ cấy hết chưa? Cấy hết rồi anh ạ. Bây giờ là ở cái khu nhà em đây là em là cấy đầu tiên nhất đấy nhỉ. Cấy xong mới đắp bờ ruộng. Em đi thăm ruộng nhà em chưa? Em thấy tốt chưa? Tốt đấy. Ruộng nhà Hưng thì một vụ là thu hoạch được khoảng bao nhiêu bao? Em ra đấy chơi á? Ừ, bây giờ á? Ừ. Đang chơi dưới kia à? Ừ. À. Thế bạn em đang ở dưới kia chơi, sang chơi đấy. Vâng. Mấy người đấy, mấy bạn đấy? Một bạn. Bạn cùng học à? Vâng. Ừ. Lớp 2 ấy. Đấy, gần, ở đây là gần trường nhỉ? Vâng. Bạn ấy sợ. Sợ không á? Lên đây. Sợ không dám lên đây à? Vâng. Bạn cùng học lớp 2 luôn á? Vâng. Đấy, bây giờ xuống đây là sau này làm nhà xong ở đây có nhiều bạn lắm. Bên kia còn có rất là nhiều bạn. Bên kia á? Xa không? Không. Gần ngay bên này đúng không? Đúng. Gần bên này có một làng. Vâng. Thế thì tiện quá. Sau này là làm nhà xong ở đây là bán hàng tạp hóa cho em nữa thì ở đây thì rất là nhiều bạn thích quá. Vâng. Bán kẹo mút này. Ừ. Ui, kẹo cay cay nữa, trẻ con thích lắm. Có khi mà em Thuận là không tiếp được hết bạn luôn. Cho Thuận bán hàng, bán kẹo nhỉ. Chả biết là bán cho bạn nha. Thuận khéo lắm. Bán hàng thì quá là tuyệt vời rồi. Thuận khéo miệng lắm. Đấy, bây giờ mới được có 8 tuổi thôi đấy. Cái gì cũng biết rồi. Tầm độ 2-3 năm nữa thì có mà phụ anh trai bán hàng thì. Đúng rồi. Cái đầu thì hơi được ngớ một chút thôi. Cái này chắc là về một đoạn nữa rồi. Đây có bạn thì rất là vui luôn, thấy em Thuận là có nụ cười rất là nhiều. Thôi hết rồi nhỉ, đi bây giờ đi xuống kia thôi. Vâng. Cái kia xanh có nước thì để anh đi quán mua nước về đây uống thôi. Vâng. Ăn nước quá. Dây chuyền này. Ôi rồi nhiều dây chuyền thế. 1, 2, 3 dây, sướng chưa? Nhà có một dây. Nhà có một dây, cất kỹ vào nhé. Vâng. Ai trộm mất đấy. Cũng có một dây, cha lên nhà máy đeo ấy. Anh trai có một giây nữa. Yeah. Ừ. Anh trai hack à? Này bây giờ là hết mấy cành to rồi. Ừ. Thôi đi anh em mình đi xuống kia nghỉ ngơi uống nước đi. Đi xuống kia để mua nước uống đi. Khát nước quá, tí làm sao? Đi. Đi Hưng ơi. Đi cùng nhau xuống lên. Đi Nghiêm ơi, đây nhá. Đi cùng với em Thuận xuống kia thôi. Đây á, chỗ này á. Ừ, ừ. Ôi trời. Chú ấy còn con lấy tay ra cầm bà ném thôi rồi thôi. Lần sau em Thuận đi ra cùng anh thì đi ủng vào nhá. Nhà ôi có giời. Ủng không? Không có ủng luôn, không đeo ủng luôn. Dạ. Chịu rồi. Đây này chồng vào chân đau lắm đấy. Bây giờ cho anh Nghiêm xuống cái kia để anh ném em xuống không đỡ. Không. Anh Nghiêm đỡ nhá. Nát vét đấy. Nát vét đấy. Nhưng mà bây giờ đi đường nào xuống? Này phải đi đường kia à? Hay xuống đường này được không? Đâu để anh xem nào, nếu mà xuống đường này thì bây giờ cho anh Nghiêm xuống trước không anh thả em xuống. Xuống này kia đấy. Đâu? Xuống dưới đó em ném em chạy xuống ấy. Ui.
Chú thôi đi vòng đường kia đi, nguy hiểm lắm. Không xuống được đâu. Cái này thì anh thì xuống được. Thuận không xuống được đâu. Đi, đi ra đường kia đi. Đâu, để anh xuống. Hay anh xuống đi để em thả Thuận xuống. Ném Thuận xuống nhá. Nát bét hết rồi nhỉ. Đi đường kia bằng. Ui. Ôi. Đấy. Rồi à. Thôi, nguy hiểm lắm. Tuột chân hết thôi, mình đi đường kia đi. Đây. Đỡ được mà. Hả? Đỡ được Thuận mà. Nhẹ được. Không mà Thuận đấy. À, nào. Ừ. Không ném, không ném. Không ném đâu. Chỉ thả thôi. Anh không biết đâu. Anh không biết đâu. Được chưa? Yêu em nhé. Được rồi. Ui dù ui. Đã bảo rồi, đi đường tắt có phải nhanh không? Anh luôn xuống được không? Cho em không dám xuống đâu. Anh em xuống được không? Thôi em đi đường vòng thôi anh ạ. Ấy thế không dám xuống, đi đường kia đi. Đi đường vòng. Anh với Thuận cẩn thận nhá. Cẩn thận đấy. Rất là cao ấy. Chân của chân ngắn. Cháu Nghiêm hơi ngắn nên là chân hơi rất ngắn. Là sợ chỗ cao hơn này. Em Thuận thì ở đây cười tươi lắm. Ôi giời. Hương vẫn chưa xuống này. Đấy. Ờ, thích ăn kem à? Đấy đi anh em đi, đi cùng anh em đi, đi lấy nước đi. Bây giờ là cho hai anh em đi mua nước quá. Khát nước quá. À đây mấy bạn nhỏ là cũng bạn của Thuận cũng ra đây rồi. Xuống đi Hương ơi. Anh đi xuống đường này thôi, em có dám xuống không? Có. Anh nhảy một phát từ kia xuống nhưng mà đi phải cẩn thận đấy. Cao phết đấy. Bị ngứa hết rồi các bác ạ. Bây giờ là lên trên rừng này là cứ kiểu mặc áo ngắn lên này là cũng dễ bị ngứa. Đứng cẩn thận, ở đấy là cây thôi, cỏ thôi, tí dấm vào trên đấy nó thụt chân xuống ấy. Xuống được không ạ? Anh thì xuống được, chú chân ngắn thì có xuống được không thôi. Nhảy à? Anh nhảy mà. Ui, cẩn thận nhá. Mình phải nhảy xuống, mình kiểu phải gập chân lại, chứ không thẳng đứng đâu nhá. Không thì anh đỡ. Thôi ơi, muốn hai anh em lại đè nhau cho đấy. Ôi, đi đơn giản. Quen. Ngứa nhỉ. Nhiều kiến thế nhỉ. Bầu khắp người. Giờ ngồi đâu đợi anh em lấy nước về uống. Để dọn dọn mấy cái cành này đi. À, đây là bạn của Thuận à? Ừ. Đấy, bây giờ xuống đây là rất là nhiều bạn luôn các bác. Em Thuận đỡ tuổi thân hơn rồi. Một mình em Thuận ở trên kia là không có bạn để chơi. Ở đây thì khá là nhiều bạn rồi. Thì là mong sao là sẽ giúp em Thuận là có nụ cười nhiều hơn thôi. Đấy, khi mà hai anh em sống biệt lập ở trên kia là không biết đi đâu để giao tiếp với mọi người. Chỉ có đi làm và về nhà. Không có bạn, không có bè gì luôn. Ôi, chỗ đóng củi này khá là nhiều ấy nhỉ. Thì bây giờ là chờ không được. Nuôi thêm lợn và hai con thì chắc cũng được. Mấy tháng để đun đấy. Và trong khi đó mấy tháng mình lại đi lấy gì để lấy dần nữa. Đây có phải củi mình không? Đây ạ. Ừ. Đây này khá là nhiều đây này. Không. Đây không phải á? Của ai đấy? Của chú ở bên đây. À. Đây. Đất đây ấy. Để cái đổ gần ấy. À. Thế là chú là cắt cây này ra để cho mình múc đất là đổ đất xuống đây á. À à. Thế là bảo sao anh thấy bảo là sao lại cắt nhiều cây ở đây thế. Ừ.
Em Thuận phát gì cho các bạn thế? Chạy luôn rồi. Nào ra đây nào. Đấy có nước không? Không có nước bổ húc à? Không có. Em mang đây. Rồi giải khát. Em Thuận đây. Là lạnh nhưng mà vẫn thích ăn kem nha. Bảo mua cho cả bạn nữa. Vừa mua kem cho cả bạn rồi. Chia cho cả bạn này. Tí nữa này. Này, tiền nuôi lợn này. Để cho hai tờ này. Xin nhá. Xin nhá, xin ai? Xin nhá, phải có chủ ngữ vị ngữ chứ. Em xin anh hoặc là xin ai chứ? Em xin anh chứ. Này. Em cầm em đút lợn đi, em tự đút đi. Em cứ cầm đi tí cho anh trai sau. Uống nước anh. Em uống nước đi. Không có ví à? Cháu 10 gâu các bạn. Cầm cho em Thuận đi. Cầm cho em Thuận tí về đút lợn cho nó. 20.000 này là để nuôi sau. Chạy đâu ấy? Ra đây, Thuận ơi. Ui giời, mua cả cái này nữa à? Bạn đâu rồi? Bạn chạy rồi à? Đây, bây giờ là anh em sẽ nghỉ uống nước một lúc xong anh em mình sẽ tiếp tục là cùng em Hưng là phát chặt nốt cái kia đi. Đúng rồi, cùng dọn mấy cái cây to ấy. Ngồi đây Hưng, Hưng đâu rồi? Ngồi đây uống cho nó thoải mái làm. Không ngồi đâu. Hả? Nhiều kiến lắm. Nó đốt mình sao đâu này. Ở đây Thuận ơi đi đâu ấy? Lại chạy lông nhông với các bạn rồi. Mấy đứa mấy chú kia lên thì ở đây thì cùng chú đi tìm ong. Bên quanh này có nhiều ong lắm. Rừng đấy. Cái ong mà người ta gọi là cái ong ngủ ngày kia bây giờ đang ấy lắm. Đang nhiều lắm. Ui nước này uống kiểu gì ấy. Sao nhỉ? Cái vị làm sao? Nó ngọt ngọt đúng không? Vị nó bị sao? Kem ngon không? Em vừa mang kem đi phát cho các bạn à? Lạnh ừ dạ lớn. Chứ dạ chứ không được ừ nha, nói kem. Chuyện với người lớn không được ừ nha. Đây này kẹo đấy này. Bạn kia ăn kẹo không? Hai bạn kia ăn kẹo không? Hả? Chạy đây. Đây em kẹo nào. Con kẹo không? Mấy bạn nhỏ kia là ngại đấy. Mấy bạn này hôm trước anh phát kẹo có được nhận không? Đợt anh đưa em đi đến lớp ấy. Được mà. Được á? Đây, ăn kẹo này, mấy đứa ơi. Ra đây ăn kẹo ơi. Sợ. Sợ ngại. Đây là kiểu chưa tiếp xúc nhiều ấy. Ngại. Cái này là kẹo gì đấy? Cái này em đọc xem nào, cái gì đây? Bỏng như à, cái này. Cái này Hưng là thằng nào? Thuận là đứa nào? Nó không biết. Đây là Thuận, đây là Hưng. Đây này, Hưng này, Hưng mặc quần này, Thuận mặc váy này. Đúng không? Hưng chắc cũng làm một lúc nữa xong lại lên nhà lấy cỏ à em? Nhà có nuôi trâu đúng không? Nuôi một con trâu ấy đúng không? Có một con trâu nuôi dõi đấy. Trâu đấy thì lấy cỏ chăn cho nó béo. Cái này hạn chế ăn nhá, cái cây này hạn chế ăn nhá. Cái này không được ăn nhiều đâu nhá, cái cây này không tốt đâu. Đấy đi ra đây chơi thì đừng có chạy giữa đường này nhiều nhá, xe người ta đi qua là không phanh kịp đâu. Đi đi hiên hiên này thôi, để lề đường này đi thôi. Không được vào trong thì người ta đi ở đây cũng khá là nhanh. Đi lại cẩn thận. Thế bây giờ cái ngày hôm nay thì cũng ra gặp hai anh em ở đây rồi. Giờ là dọn dẹp ở đây nữa mấy hôm nữa cho nó quang hơn thì thống nhất được với cái giá cả thì sẽ cho máy vào đào nền sớm. Đào máy à, đào nền xong là nếu như mà chưa đủ kinh phí làm nhà thì có thể là dựng một cái lán ở đây cho hai anh em. Nếu như có mưa gió to đến thì có thể là anh em có nơi cư trú để ở. Bây giờ cái ngôi nhà nếu như mà cứ mưa tình hình như này thì mưa gió là không dám ở đâu. Thuần gặp cơn gió báo to là đi xuống luôn, nhà xuống luôn. Bay nóc luôn này. Nhiều khi thì nhìn qua cái thước phim thì nó không được cận cảnh ấy. Thì không thấy được độ nguy hiểm của nó. Phải thực tế cơ. Thực tế anh em mình ra là cái nào thì... có thể là cái chỗ mình không quay được ấy. Còn lắm lúc còn nhiều chỗ còn nguy hiểm hơn cơ. Thực tế còn nhìn rất là qua màn hình nhỏ thì nó. Thế Hưng là ở trong nhà đấy có sợ không em? Có, gió thì phải tránh thôi. Gió tránh. Thế thì hiện tại thì giờ chi phí cũng không đủ ấy. Thì xem hôm nào anh với anh Khương nhỉ sẽ mua bạt với cả cùng em đi lấy ít cây vầu ấy. Ở đây có cây vầu, cây nứa gì không? Có. Thì mình dựng tạm một cái lán ấy.
Khi nào mà mưa bão to thì mình lại trốn vào cái lán đấy để tránh. Chứ ở trong nhà cũng nguy hiểm. Thì là đề phòng thôi. Gió về là sợ cái ngôi nhà bị làm sao thôi. Cái mật ong của em vắt hết chưa? Vắt hết rồi anh ạ, em đem xuống đây rồi anh. Đem xuống đây rồi á? Thế mang đây anh xem nào. Được 4 chai đâu không nói. Cái túm hôm trước được 4 chai á? Mang đây xem nào. Đấy, cái hôm trước, chắc là cái giờ hôm trước là anh em mình ra chưa vắt hết đi. Vắt được 4 chai. Bây giờ có xe đi lại là tiện quá. Cái này thì dọn lúc nãy em bảo là xuống thì uống đi, của anh mà, uống anh không uống đâu. Có chú nào xuống thì gửi xuống thôi. À, ui, đã được 4 chai à, còn dư được tí nào không? Dư mà được tí, chắc để dư được tí nào hay là vừa tròn? Để nhà. Để nhà. Để nhà. Ui rồi. Thỉnh thoảng ốm ấy, Thuận mà có ho ấy thì đâu em. Là cứ uống cái này. Đúng là rồi. Anh khỏi lắm. Pha với chút nước ấm nhỉ. Được 4 chai này à? Đúng. Cái đóng thành chai đầy là 4 chai. Nhà còn giờ một tí nữa. Còn giờ một tí nữa. Không đủ chai thì cứ chắc đủ chai thì mang ra, không đủ chai thì thôi cứ để nhà uống đi. Nửa lít em uống. Em Thuận cũng hay ốm nữa, để cái này mình lấy uống rất là tốt. Đấy hay ốm. Đây là em không pha nước đâu, tú luôn. Uống đặc luôn. Uống đặc luôn. Đây mật ống khoái xịn của em Hưng này. Hôm vừa rồi anh mang đi bán là được 4 chai đấy. Thấy anh quay lên là một phát là bác kia đặt hết rồi. Không còn chai nào nữa rồi. Cái này là bây giờ còn được 4 chai nữa thì anh sẽ mang đi xuống cho em. Cái này thì mật ong của em Hưng thì nói thật với các bác thì hầu như là chúng cháu không đủ để bán đâu. Rất là tốt. Thấy các bác là lúc đầu là không tin tưởng ấy, cứ sợ là mật giả. Khi mà các bác nhận được hàng cái là quay ra đặt 3-4 chai luôn. Đấy, cứ lấy thử trước kiểu là không tin ấy. Đấy, bây giờ thì anh có dán cái tem mác như thế này, dán tem là Minh Khương TV, với cả cái nắp này anh cũng có dán một cái tem như thế này thì không ai đổi mờ được. Nên là yên tâm hơn cái vấn đề đấy. Không, ngày trước là cứ để như thế nguyên không ấy, người ta bật cái nắp này ra và lấy cái mật bên trong này ra xong đổ cái mật khác vào. Thành ra thì bị cháo hàng. Bị cháo hàng. Đấy, mật ấy, mật ong nuôi, mật ong đẻo ấy. Để ở nhà một thời gian là bị đông đá luôn, bị đông đường luôn. Đấy, nên là các bác mà muốn lấy mật ong xịn thì có thể là liên hệ với cháu Khương này. Đây là mật ong khoái rừng nguyên chất, được em Hưng lấy từ trên rừng già về và chắt thành chai như này. Cháu sẽ dán tem mác của cháu ở đây, và các bác đặt hàng thì có thể là liên hệ với số điện thoại mà hiện tại cháu Khương đang ghi ở trên màn hình, là cái số 0862 192 188. Đấy là cái số điện thoại mà cháu Khương có để là liên lạc cái công việc cũng như là đặt hàng. Có cả số đấy là cả số Zalo của cháu Khương nữa. Đấy, các bác có thể là kết bạn Zalo hoặc là Viber. Đấy, các bác ở bên ngoài nếu như mà không liên lạc được với cháu Khương qua Zalo thì có thể là kết bạn Viber với cháu Khương qua cái số điện thoại đấy. Có thể là sử dụng được những cái chai mật ong, cũng có thể là về công việc. Đấy. Đây là các bác dùng rất là tốt, mong sao sẽ được các bác ủng hộ để thêm được cái nguồn kinh phí để kéo đường dây điện cũng như là kéo đường nước từ trên nhà xuống đến đây, để anh em thợ còn có cái nguồn nước để sinh hoạt hàng ngày các bác. Từ đây lên đến nhà cũ của Hương kia chắc không phải tầm 2 cây không? Chắc phải tầm đấy. Nếu mà kéo thẳng thì chắc là tầm đấy. Nếu như mà kéo theo cái đường mà đường mòn theo đường rừng này thôi, chứ đi theo xuống khe thôi. Thả xuống khe thì được. Chứ đi theo đường mòn thì bao nhiêu ống cũng đủ đúng không? Bây giờ mình kéo là phải kéo đường thẳng để tiết kiệm thôi, không theo đường ấy được. Nhưng mà nếu mà mình kéo để lâu dài sau này nữa thì người ta còn nói gì không? Đi kiểu đi qua đất người ta ấy. Làm ruộng ở bên này. Kia thì không vào vướng vào đất nhà rồi. Theo khe suối là không bị ảnh hưởng. Thả theo cái khe thì xuống là bên kia là mình vòng theo cái trước nhà em có làm ruộng bên này một tí ấy, trước đào cái rãnh ở đây mà, nhưng mà rãnh bây giờ cũng hỏng hết rồi. Nếu mà thả theo khe suối thì đến đây thì mình cho lên cũng không bận gì đâu mà. Theo cái tản ly của cái đường ô tô này. Vì cái đầu nguồn của nó là nó cao. Thì mình kể cả mình thả xuống thấp ở đây nó vẫn lên được tít trên kia. Theo lối đằng kia về xong em cắt ở kia. Đây cái ống nối ở kia xong khóa ở đằng kia lại cho lúc cho vào ruộng ấy. Có làm ruộng ở trên này vài thửa ruộng mà. Thế là vừa cho được vào ruộng mà vừa mang ra đây dùng được đúng không? Tốt quá. Thế thì tốt, tiện. Thế cái này thì anh sẽ mang đi
bán cho em nhé. Nếu như mà các bác ủng hộ thì anh sẽ bán nốt cho em. Thế bây giờ là cũng kiểu lấy nhiều thì cũng không có mấy rồi mật đấy. Thế, đây là những cái chai mật ong mà được em Hưng mang về này. Nếu như mà các bác ủng hộ thì sẽ cháu Khương sẽ gửi cho các bác nhá. Cái này anh sẽ mang đi xuống dưới kia để bán hộ em. Cái này bây giờ thì anh em mình uống nước đi, uống nước xong là tiếp tục làm cái công việc cho nó xong đi, không là tối mất. Vâng. Bây giờ còn vướng mấy cái cây cảnh ở đây nữa thôi. Sợ ngày mai là máy về đột ngột thì lại không kịp để mà dọn. Bây giờ mình phải tận dụng những cái cây cành, cây củi nhỏ để còn dùng để sau này còn đốt, còn dùng đến khá là nhiều, đúng không? Vâng. Bây giờ đi mình có ở đây tội gì không lấy, không là tới là phải đi vào trong rừng sâu lấy thì mất thời gian. Không phải trong rừng mình thì người ta không cho lấy đâu nhỉ? Người ta chửi cho đấy. Ôi giời, không biết lạnh à? Rất thích kem. Hết hết cái gì nhỉ? Bánh mì xong rồi kem. Chọn bánh mì. Trong này đi học làm bánh mì. Bánh mì nhỉ? Thích ăn bánh mì ấy, đặt tên cho em là Thuận Bánh Mì. Thôi các bác bây giờ thì chúng cháu cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi. Thì cháu sẽ tiếp tục cái công việc để xong sớm về sớm cái cung đường di chuyển đi vào chỗ công chỗ chúng cháu thuê trọ ở dưới huyện thì cũng khá là xa. Thì làm được một lúc nữa chắc khoảng đôi tiếng nữa là anh cũng phải đi về. Thì bây giờ là không ghi hình cho các bác không xem nữa thì anh em mình sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đi. Thì, cháu Khương cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Cương TV. Xin chào các bác. Chào anh em, xin chào các ông các bà. Quay ra đây nè, Thuận quay ra đây. Các bác, các ông các bà mới nhìn thấy mặt chứ. Cái mặt đáng con yêu. Chào con các bà. Con chào các bà, chào các cô các chú ạ.